Thưa quý tòa, bị cáo sẽ hứa rằng là sau những sự việc xảy ra ngu dốt của bị cáo đã nhận ra những cái sai lầm của mình, thì cũng xin quý tòa và hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng và giảm nhẹ tội cho bị cáo để bị cáo sớm được về hòa nhập với về đoàn tụ gia đình và hòa nhập với cộng đồng. Bị cáo không biết nên nói gì hơn là xin gửi lời là xin lỗi đại gia đình cháu Hiền và cá nhân cháu, cho chú gửi lời xin lỗi vì những việc làm hồ đồ thiếu suy nghĩ. Chú không biết nói gì hơn là mong cháu và gia đình thông cảm tha thứ cho chú những việc làm vừa rồi và mong giúp chú trong hai. Và cũng xin quý tòa cho bị cáo xin lỗi tới quý tòa và những người các cấp có thẩm quyền. Ba là cũng xin quý tòa cho bị cáo xin lời gửi lời xin lỗi đến tất cả anh chị em cộng đồng mạng trên cả nước, và cho bị cáo gửi lời xin lỗi vì bị cáo cũng là hồ đồ, không hiểu rõ về pháp luật nên mới xảy ra cơ sự này. Bị cáo cũng mong là quý tòa xem xét thấy việc làm của bị cáo là rất chi là sai trái với pháp luật. Bị cáo đã nhận ra những việc làm của mình thì bị cáo cũng không biết nói gì hơn là giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được về hòa nhập với cộng đồng và phụ dưỡng cha mẹ già. Có gì nữa? Thưa quý tòa, sau vụ việc vừa rồi cũng bị cáo cũng cùng ăn năn hối lỗi, bị cáo có gửi lời xin lỗi gia đình chị Hiền và gia đình, mong chị và gia đình thông cảm và tha thứ cho sai lầm của bị cáo ạ. Bị cáo xin lỗi quý toàn thể mọi người, cộng đồng mạng và cán bộ ạ. Quý tòa trong buổi họp này ạ. Các bị cáo về chỗ ngồi. Chị Hiền, sau khi các bị cáo có lời xin lỗi, ý kiến của chị Hiền thế nào? Dạ, xin thưa hội đồng xét xử. Bị cáo đứng dậy, hai bị cáo đứng dậy. Hai bị cáo đứng dậy. Sau khi tôi nhận được lời xin lỗi của anh Nguyễn Văn Thiện và anh Lăng Văn Vân thì tôi cảm thấy là sự việc xảy ra thì cũng ngoài sự mong muốn, sau sự việc xảy ra thì phía bên gia đình tôi cũng như là bản thân tôi, chồng con tôi cũng cảm thấy khá là hoang mang, bởi vì chúng tôi là ở nơi xa đến đây làm ăn và tôi mong muốn là bên cơ quan pháp luật cũng như là hội đồng xét xử bảo vệ mẹ con tôi để tôi được làm công việc kinh doanh bình thường. Và tôi cũng mong muốn là phía bên anh Nguyễn Văn Thiện cũng như anh Lăng Văn Vân trước toàn thể hội đồng cũng như là cơ quan pháp luật, báo chí và toàn thể bà con tại đây có một lời cam kết đối với tôi và gia đình tôi sau khi sự việc xảy ra, sau khi vụ án kết thúc thì không còn hận thù và không còn có hành vi muốn trả thù bất kỳ bằng phương thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp. Và tôi cũng mong muốn là có một lời cam kết nếu như gia đình tôi, chồng con tôi cũng như toàn thể gia đình tôi có xảy ra sự việc gì trong công việc kinh doanh cũng như là làm ăn thì đến phía bên chú Nguyễn Văn Thiện có chịu trách nhiệm hay không và có dám cam kết điều này hay không đối với tôi và toàn thể gia đình tôi ạ. Bị cáo Thiện. Kính thưa quý tòa, như lời bị cáo đã nói, nếu như nói to lên, đứng xa vào. Sau này bị cáo được trở về đoàn tụ với gia đình, thì bị cáo nếu như bị cáo sẽ là người việc gì mà lại xâm phạm hay động đến gia đình của cháu Hiền thì bị cáo xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tức là bị cáo xin nhận lời hứa trước chị Hiền cũng như là trước tất cả toàn thể nhân dân, đúng không? Vâng ạ. Rồi, bị cáo là Vân. Thưa quý tòa, sau khi vụ án này kết thúc thì bị cáo cam kết là không có hận thù gì với chị Hiền ạ.
Bị cáo nói to lên. Bị cáo sau này bị cáo cam kết là không có hàn thù với chị Hiền. Đấy là cái bật giới hạn thôi. Thôi, nhà bác nó bị sao nhá. Đâu, 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 đâu